Hay là bà không nhớ, nhưng là ghi chân nó mới chuyển nhà được bốn rồi rồi ra đi mà đó bao cuộc thì thi xóa ao về trả đi bốn tôi chào chào tôi sẽ tập quay đi nhưng mà nhân viên kia tôi sẽ đi ăn đi đó tập quay bốn đó tôi đang làm việc thì đi qua thì anh em mà tập quay sẽ thi sinh để làm gì quá rồi mới chuyển nhà ao này chúng nó sẽ đi qua thì đi rồi còn còn được bốn đó hai cái ra ra đấy hai video tôi chỉ video bốn đó cái ra ra là mới chuyển nhà xuống như đấy bao gồm nhà nhà chị cha lên nhé xin chị cha lên nhà được bốn đó nhưng mà thêm mà đó thêm mà đấy cho nó thì nhà được tông là nhà mới thì tôi nhà chị ở cho hai bố thì cái nhà này mà đó bao đi đi anh em đó nó nhà anh bố nó cho lai nhà đó nó ai cho chồng này về ăn luôn đó bao gồm nhà bố nó cha chị cha lên chưa quá bao gồm nhà xin chị cha cho chồng nhé thu về ông đã vậy nhá cái đó nấu đi nấu đi thì mà đấy tôi đi cái nhà không chịu nữa có một thằng nhóc nhà đi ở trong cái nhà xuống thì nó đi đi đâu mà đi thay lại phải mà không được cái gì là sẽ được làm đấy cho nó được là không được cái gì là ăn đi hiện thì ta được cái nào được được nhá theo cho nó là đi bao đầu người cho bón nó tống sau sai lưng như vậy bón nó giá trị thay lại bao giờ cũng nhà bón nó có xả thay lại sai thay cái là cho nó là số giá bị bao bao nó bao đầu người được bón nó rồi giá trị thay lại sai bón sang đi ra đó khu ngã tông thì tông nó bao mà đấy thì tông nó bao là tông ngã ngã bao bao thì tông nhà này ngã tông nhà cái lông mắt à vô tụi nó ra anh em cầm lên số đó tụi mày cầm cái giá này cái này mình để cái xe gì vậy đi phải đấy nó ngang ngang khổ thì tao nói bằng được khổ thì bảo là đi như này khổ nhất lâu vậy nó bây giờ tụi nó được cái cam ấy đi cái này ngang tụi nó này khổ nhất là cái vậy cái bây giờ cái này thâu cả nó vậy nó rồi tụi nó ngang khổ ngang hết tụi nó khổ tụi nó hết thì lưu qua nhà này vậy nó cái này thâu lại nó sẽ nhé giờ thì lưu qua đây này cái khổ ngang ngang khổ cái gì đó vậy nó ok là đi về cái bài thà là bắt mắt cái này thì lưu qua đây này ông kia để xài đi vậy nó thế là tôi chỉ nói xong nhé, nhất định không, thì tôi muốn nói cho tôi nhớ, tôi nhớ bảo vệ nhà này, tôi nhớ ngã cái lòng xin đấy, vì lòng xin ấy, tôi muốn các cái gia đình này đi, xin nhớ tôi nhớ, thì tôi muốn bảo vệ cho đấy, tôi nhớ ngã cái lòng đấy, và thứ ba rồi này, tôi nhớ, thì ngã, tôi nhớ ngã của nó, thì cái này được đi qua nhà bạn ấy, rồi ai về làm lũ của nó thì tôi sẽ ngã cái, thứ ba rồi này, phải đâu có xin nhớ được rồi, mà ngã sẽ đâu có gì của nó, thì bây giờ tôi nhớ, thì đi qua thì anh đi rồi, sẽ tại cô bé mang về làm luôn, rồi. Bây giờ sau khi đã được giảm thì người đi tới đây thì nhà tôi nghe được bây giờ đấy đó đó tôi nghe tiệt đi đâu nó bao nhiêu đó cô bảo là đi đi này cô đi từ lâu mà nào xem nghe đâu đi đâu nó bao nhiêu đó tôi sẽ đâu nghe cái đi đâu khá dài lắm luôn đó cô đâu cô sẽ đi đâu đi sẽ bao nhiêu thì cái này liên quan đến nhà bà đấy rồi thì cái này liên quan đến cái gì mà xong đi bây giờ sẽ được quan tâm luôn đó cô đi ở tới đây thì nhà mà lại cái này sẽ tại cô bé bây giờ thì anh đi đâu luôn đó bố vừa xài thời gian đi cùng với xe tải của quân đi cái đại lý địa bàn bây giờ đi tới xài gần đi về vốn rồi rồi thì bảo đảm những mình đã khi đó mà số đi chào tế thì đâu nó bao nhiêu đó shiba và đi đâu nữa shi đâu đâu shi này bây giờ nhà giờ đó ba tế cố thì đâu nó bao nhiêu đó na bảo và đi đâu nhà này na đâu nhà đâu nhà cái gì đó cái này đi cái sao nhà rồi rồi nếu cái sao mà cái này đi xin nhà xin này xin xe xin này đâu nhà xin này đâu nhà số gì đó thì cái này đi qua thì chỗ này thì mình đã khi đó bộ đầu này mình đã khen cho cô rồi, giá trị tham vào đấy được bao nhiêu tiền nhá? Rồi mấy chuyện này cho nó là tôi sẽ hiểu, ở trên thì được cái giá trăm này xuống nữa, cái nào đi nữa rồi. Thì thế này mà bố nó, bây giờ có cái gì bố tiền đi được cái giá gì tiền này xuống nhỉ? Nào là gì? Xin nó xuống được cái gì bố tiền đi được cái giá gì tiền này bố nó. Rồi mấy chuyện này cho nó là ở trên thì nữa, bố nó. Sau khi đi được cái này tham này xuống, bây giờ có cái gì bố tiền cái giá gì được giá vào đấy? Thì sau cái này cho nó long bài này như cái giá gì này xuống nữa, sẽ tăng cho long vào lúc đấy, khi cái giá trả lại như trước, mà thôi ra là mấy sinh nhà này cũng gần như giá đó, quá nhanh chạy, quá nhanh như vừa cái thủ đi cái giá trả lại như xí đấy, thì lấy cái sau khi đi vừa là cái này được cái giá trả lại mấy sinh nhà này xí đấy, bây giờ thì cái giá gì là mấy sinh ở bên nhà ba mình xuống như thế, như vậy, cái này được rồi, như tăng được cái giá này mà đấy, bây giờ, ai làm được bao giờ thì như giá là đúng không? Cái giá này như vậy như chỉ là phải được cái giá, lấy cái gì tăng gì tăng thế nào như vậy, ba mình xuống như vậy thì nhá, rồi cái này được rồi, như tăng được như vậy sẽ cho xong việc được cái giá này mà đấy được cái giá bên này đẹp nhá. Thế là đi mà như thế nào là bài quan này là cái gì này đúng không? Thế thì bài quan này là cái gì vậy? Thế nó ở đây này, mấy sinh nhà sinh ra này, sau khi khâu chế mà khâu chế, khâu chế có phải chế từ lúc nào vậy? Lấy bao nhiêu mà không bảo nhá? Mấy gì rồi này? Từ đi cũng mà cái này thôi sinh ra một cái gì bốn? Có một sinh nhà tiền bây giờ tiền kinh đồ vậy thì bốn, thật đấy bây giờ cái này thôi cái nhà này phải bảo không được vậy thì cái bài đấy, phải bảo không được vậy thì cái nó hôi nhé, sao lâu đời nó không giao như thế? Thu chính cả là thì bốn, đúng không? Đông bây giờ đấy, nhà cái này chưa được rồi, thì chú này đi ăn xin này đấy. Thế là chỉ được ra bảo đấy, yêu sao mà người như chị bảo mà đấy, là người như chị bảo nhé, để phụ trách cái là khi nào chạy sao cho thì lâu cả nhà là chết đẻ cho tao, ai cũng đau mấy sinh nhá, đi được đau mấy sinh nhá bảo nó, cho nên sẽ giờ gì đó, tôi định như là khi nào sẽ giờ gì đó, còn nên nhá, thôi chuyện đấy, có một chuyện em là bây giờ trên trên này chuyện này, bây giờ chỉ dùng chỉ sách trong một bia vào này sẽ giờ này mà đấy, để cho nó phải cả nhà thu âm mà cả nhà, nhá.
đọc cái gì chi vay đấy thì giờ là đi lục đi đã thì để được chọn nhau sao vay của nó sẽ bị dòng lưu báo ví dụ như là người mua cho bạn nhá rồi nấu thật cho nó thì nữa cái này không là tính của mình sẽ dòng tiền tiền này thì được vào đó chị yêu sao này là chia sẻ giả quá đi thả tiền mới chịu được nhé khuôn thăng sẽ phụ bỏ nó thu sẽ thu ra được là có còn mình sẽ dòng tiền này vừa là bằng hình thức một số khuôn thăng sẽ phụ thay cả sao đi được cái này sao để thu ra được đấy yêu sao thì ở tiền này thì lại nên luôn còn mình sẽ nói là cái tiền đi được bị vào được nhá là tổng cộng là cho phụ thuế xuống commission 600.000 đồng tiền đi đó, tại đây như cái gì là cho nó commission gốc 600.000 đồng mẹ tiền bây giờ tôi bị bại nhớ, thì đó mình sẽ nhớ lấy đấy, mình bị thu tiền nhớ nhớ đấy. Đạo hoa thì tại đây là nó, mình bị giá trị là commission không thay đi vào đấy, tôi bị giá trị ở một chỗ nào đó là nhưng mà account không được đấy nó, mình sẽ nhớ phải cố lên đấy, để trả lại tiền bây giờ, số khả năng của mình mẹ tiếp tục bị thả vào đấy, thế đó là mình sẽ được cái nó sinh ra thôi là mình sẽ nhớ. Mình đi mà số bộ nó, tâm một hàng đồng người mong đi tìm mẹ giá trị mà sẽ bán hết được nhé. Nên là các bạn cho nó cho nó đi thay không được cái gì đó mà má sử dụng cho chị mà đấy nào cho nó đi nhân viên kinh nghiệm đi này cho sản phẩm của sản phẩm của chị đó tại nhân viên kinh nghiệm với thay đổi công sản ra trả đó cái đường người ra sản phẩm thì xếp trệ thì nó long bao nữa đó thì nó long bao nó cô già bà đấy cô bà bà đi đi nữa cô đi từ long nữa tháo cho nó ra anh ấy cầm lấy số đó rồi anh ấy cầm lấy nó nhân viên kinh má trả đó rồi anh ấy trả đó sau lấy trệ thì nó long bao nữa thì nó long bao nó trệ thì bà bà đi sau này thì sau bây giờ cả đấy nó rồi cô ấy tôi là phiên giờ là cô nhé cô khó nhé lớn nhé lớn khó quá thì cái này đi qua thời gian rồi nhé rồi thì cái này đi qua cả đời thì mà sẽ khó lớn lớn khó số bây giờ bọn nó đi qua được thì ta chạm như ở đâu cả giá vụ ở đâu cả giá nhà rồi nhé rồi mà khó lớn lớn khó số bây giờ thật đấy thứ hai là mà đấy khó đồng nhà đi nó bao nhiêu đó khó như tôi làm gì nhé cô nhé khó thì đồng nó bao nhiêu đó sẽ bảo là đi đồng nhé sẽ đồng với nhà rồi đấy thì mà sẽ khó sẽ về phiên giờ là khó tế con cháu nên chế nên cháu thì cái này đi qua giả đúng không? Nên là đi cái này đi qua cái này đấy thì mà sẽ không tiện cho không số gì đó thì giờ thì mình mới có thể sao cái gì đó xin giải đúng không? Nên là đã đi ra thì thế thì sai cũng sẽ bị rồi chỉ giả đúng không? Không đồng nhất thì không đồng được không bảo đi hết này không được đồng gì nữa. Bây giờ nhà giả đó cố đồng nhất thì đồng đồng được cố đi phải là đúng không? Đó không cố vậy mà cầm là sẽ không nghe không khó nên nhớ nhớ không số đấy thì đi qua thời gian rồi đấy, rồi thì đi qua cái này đấy thì mà số không nhớ nhớ không số bây giờ bọn nó, cái điều đấy mà đấy thì chúng mình sẽ sai cái gì đó, sai cái cổ vậy thì đi qua thời gian này bọn nó, đi cái làm gì, đi cái làm gì thì bảo đấy, rồi thì đó sai cái này bây giờ, tôi đâu nên nhớ nhớ cái đấy, nhớ gì cả đấy, cái này đi sẽ khó thì mình nên bao nhiêu đồng ngã, ngã bao nhiêu đồng ngã này, ngã đồng ngã bao nhiêu quá, rồi bây giờ chúng ta chờ đó, sau cú khó thì đâu nên bao nhiêu đồng nhớ, nhớ bao nhiêu đi khó nhớ, nhớ khó bây giờ đi dài rồi đấy, rồi nào như vậy thì anh sẽ là không bỏ nào không vậy thì anh sẽ là như thế tự nhau như vậy thì anh tự nhau như tự nhau không sẽ đấy thì cái này đi qua sai cái gì đấy và nên thì mình lại ô tô như bảo đó nó mới tha bảo đấy ra thả tiền được đấy rồi đó mới xin nhau hai cái giá tiền đấy tiền cái giá tiền này xin nhau nhé thì nó không sẽ được quản lý của đầu tư bây giờ an toàn đấy đây này đây đây nó nên mới xin nhau để cho nó ở trên này cái chủ trả lại của nó trả lại xuống nó theo bây giờ khách sạn mà đấy thì đó cho nên cái này bây giờ đó nhân viên kinh tế chuyên gia nhân viên kinh tế chuyên gia rồi có bị thay đổi các sai cùng cái đấy đó cháu alo mình bây giờ cho sai cùng cái đấy đó cháu cứ bị cái đó mình chỉ đây alo nào bọn nó mà mình chỉ nhận số đó thôi nó lại là thằng nó ra lên nhé rồi cho nó như mà yêu chỉ bài nhá rồi mình sẽ nhận alo này đấy cho nên cái này thì chúng ta phải thực hiện sao đó mình chỉ được cái này đặt cái này thì chúng ta phải chuẩn bị cái gì đó thì bọn nó chỉ là bị ông mà bị thay đấy ai vào phòng làm việc thì đấy, tôi nhà cô sẽ cô khó, cháu sẽ nên để cô khó, sau đó thì vào phòng làm việc thì được làm mát mát gì đấy, sao về gì đâu đúng không? Thứ tự đi sao mát mát gì đấy, sao về gì đó, cho nên là nhà cô áp đi thay máy được cái giá đi lại bạn nhé, đây là mấy sự nhà tôi cũng đơn chỉ mua xe sang một điều này, tôi về lâu cả như vậy, như nhà tôi cứ chia để cho hồ đấy, bây giờ chỉ cần vào phòng này mà ăn mát thay được đây bạn nhé, thì đây là phải vào phòng làm việc thì được làm mát mát gì đấy, đi cả là mình chỉ mất chỉ được phải cả đi cả như chỉ làm việc thì được đấy và tôi thì là đối với cái này không phải chỉ ai ăn tiền nhau thì dễ đúng không? Tất nhiên thì của đi thay nhà bảo đấy, tất nhiên thì là mình nhận thêm một số sản phẩm này dễ dàng như vậy thì giá trị bảo đấy, nhưng mà khi mà số lượng đông này dễ dàng làm thì cái này thôi thì giá trị đạt chỉ để tất cả, cho nó thì cơ bản là để tất nhiên mình thấy cái má sản phẩm thì là cái này là cái của áp bên này là rất là đẹp đấy nhá. Còn mấy sản phẩm alo này đấy, ở đó nhưng mà nó bao gồm thêm gì đó, tham gia được ăn quan nhau mình giảm được ăn quan nhau giá trị thay đấy, xin được tăng cao một số phần này cho bạn được nhá, alo này kết thúc rồi.